Hi, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với video mới nhất của mình ngày hôm nay. Và đây là mô hình súng M1014 huyết hỏa Liver 8. Mô hình này mình làm theo yêu cầu của bạn Tùng DZP5. Súng này được mình nâng cấp từ súng ná của video ngày hôm trước. Ok, và bây giờ chúng ta bắt đầu tiến hành lắp ráp. Đây là mô hình súng ná của video ngày hôm trước. Bây giờ mình sẽ tháo cái phần phía trước ra. Các bạn lắp chi tiết này vào. Chi tiết này bao gồm thanh 11 lỗ, thanh 5 lỗ và thanh 6 lỗ. Chúng ta lắp thêm thanh 7 lỗ vào chỗ này. Thanh 7 lỗ. Và tương tự bên này cũng thế nha các bạn. Thanh 11 lỗ. Và chúng ta tiếp tục lắp thanh 11 lỗ. Và chúng ta lắp tương tự bên này. Đây là thanh 6 lỗ. Chúng ta lắp thêm thanh 7 lỗ vào chỗ này. Thanh 5 lỗ. Chỗ này các bạn lắp thêm thanh 9 lỗ. Lắp thanh 11 lỗ. Và bên này các bạn cũng lắp thanh 11 lỗ. Chỗ này cũng vẫn là thanh 11 lỗ nha các bạn. Lắp thanh 9 lỗ. Các bạn hãy nhớ đây là mặt trên của súng. Thanh 11 lỗ. Tiếp theo các bạn lắp thanh 7 lỗ và thanh 9 lỗ. Và phía bên này các bạn cũng lắp theo tương tự như vậy.
Bây giờ các bạn lắp bộ phận này vào. Cuối cùng thì các bạn còn bao nhiêu con ốc vít dài thì gia cố hết cho cứng nhé. Ok, mô hình của chúng ta đã hoàn thiện, bây giờ mình sẽ test thử. Video của mình xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé.